Xin chào tất cả mọi người. Để tiếp nối phân khúc nhà độc lập mà giá rẻ thì hôm nay trong video này Ngọc Ánh lại giới thiệu tới quý vị một căn nhà giá chỉ 1 tỷ 630 triệu đồng thôi. Ngõ trước nhà ở đây là 3m và ô tô như mọi người có thể nhìn thấy cách nhà chỉ duy nhất 20m. Căn nhà này thông số như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích sổ đỏ 34m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, vị trí thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời quý vị theo em cụ thể vào khám phá căn nhà này nhá. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy đây, ngõ đi vào nhà, căn nhà trong cùng mọi người ạ. Và đây, ngõ trước nhà ở đây là 2m rưỡi, cách trục đường ô tô 20m. Mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí ngôi nhà. Và đây chính là vị trí của ngôi nhà mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu tới mọi người. Căn nhà 3 tầng hướng Tây Nam đã được hoàn thiện xong xuôi đầy đủ, chỉ việc dọn đồ về ở, sổ đỏ chính chủ, pháp lý đầy đủ, có đầy đủ giấy phép xây dựng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà này quý vị chỉ có khoảng tầm 500 triệu tiền mặt thôi là có thể sở hữu rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng 20 năm là tối đa và 3 năm là tối thiểu nha mọi người. Cái vị trí của ngôi nhà này cách bến xe Nghĩa 4 km, cách bến xe Mỹ Đình 15 km, và từ ngôi nhà này cách ngã tư Lê Trọng Tấn 3,5 km. Xung quanh đầy đủ chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa nha mọi người. Mời mọi người theo em cụ thể vào ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m2. Cửa chính của ngôi nhà thì là hướng Tây Nam và được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là sắt hộc sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với căn nhà này thì hoàn thiện gần như đã đầy đủ rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước, hệ thống trần thạch cao, hệ chống sơn, hệ thống thiết bị vệ sinh đã được xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Ưu thế của cái ngôi nhà này nó là cuối ngõ mọi người nha. Hay nói đúng hơn nó là ngõ cụt mọi người ạ. Thì đây mọi người có thể nhìn thấy là cái vị trí tối ưu của cái không gian này thì có thể để cái phần xe cộ ở trước nhà mình thoải mái. Ngọc Ánh có sao thì quay như thế thôi, cho nên quý vị nào nếu như thực sự có nhu cầu thì inbox hoặc gọi điện cho em để em tư vấn cho mọi người. Bởi vì cái căn nhà này nó nằm trong cái phân khúc giá rẻ mọi người ạ. Một cái căn chung cư mini mà cái tầm trung trung hoặc là cái tầm thấp thì bây giờ nó cũng tầm tỷ 2, tỷ 3 mà còn không có sổ. Căn nhà này nó là có sổ đỏ đầy đủ rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi, mà nó lại nhà mặt đất. Quý vị cứ cân nhắc, phù hợp với anh chị quý vị nào mà đi làm khu vực Hà Đông, khu vực Lê Văn Lương hoặc là khu Trương Mỹ Trúc Sơn thì căn nhà này khá là hợp lý. Vị trí cụ thể của nó thì mọi người có thể gọi điện cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh tư vấn nha. Đây là phần tầng 1 phòng khách mà Ngọc Ánh đang đứng. Gạch kích thước của ngôi nhà toàn bộ chủ đầu tư lát kích thước là gạch 60-60 vân đá. Hệ thống trần thạch cao sơn đã được xong xuôi rồi, chỉ còn một chút phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Giá thì hợp lý 1 tỷ 630 triệu đồng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đó, phòng khách đây ạ. Xung quanh thì dân cư đông đúc và hàng xóm thì cứ rất là thân thiện nha mọi người. Cách với lại chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 300m đi bộ thôi, rất là thoải mái, đi học các thứ con cái có thể đi bộ được. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Đó, mọi người có thể nhìn hướng từ phần phòng bếp mà ra tới phần phòng khách khá là rộng và chia ra hai cái, một tầng thì chia hai phòng, tầng 1 thì là phòng khách phòng bếp, trên tầng 2 thì là chia hai phòng ngủ. Với phần phòng bếp này thì cũng hoàn thiện gần như là đầy đủ chỉn chu rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi mọi người ạ. Đó, mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp đây mọi người có thể nhìn thấy. Cái căn nhà này thì nó là cái trong phân khúc giá rẻ nên là cái phần hoàn thiện cũng như là cái ngôi nhà mà Ngọc Ánh quay nên nó rất là đơn giản. Thật sự luôn mọi người ạ, nó rất là đơn giản, nó không có bất kỳ một cái gì cầu kỳ hay là đặc biệt riêng cả, không, không có mọi người nha. Cho nên là cái tầm phân khúc này ở xa trung tâm thì giá rẻ. Nó cách bến xe Giáp Bát nó khoảng tầm 20 cây để cho mọi người cân đối. Bởi vì cũng có một số khách hàng theo dõi kênh của Ngọc Ánh khá là lâu rồi thì bảo là anh chị ở khu vực đấy thì muốn tìm cái căn nó hợp lý nhưng mà Ngọc Ánh không có. Ở đây là Ngọc Ánh có, thì nếu như mà quý vị có anh chị bạn bè hoặc là có nhu cầu đang tìm nhà khu vực Hà Đông chẳng hạn thì căn nhà này để mọi người có thể lựa chọn và cân nhắc nhá. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một cái phòng vệ sinh đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng của ngôi nhà. Ở đây hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ rồi, nước sạch sông Đà và điện lực Hà Nội. Cửa nhà vệ sinh thiết kế cửa nhôm hệ, toàn bộ mặt bậc cổ bậc cầu thang là được lát đá granite và tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thì toàn bộ là thiết kế gỗ lim. Vậy tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, mọi người ơi, tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đó, hướng nhà Tây Nam thì cũng khá là mát đấy mọi người ạ. Và đây,
mọi người nha, mọi người có thể cần nhìn giúp em ở trên video này. Cửa nhà, cửa phòng các thứ đều là rất là thoáng. Hệ thống ống chờ, dây chờ, điều hòa được lắp đặt đầy đủ rồi. Cửa thì cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Đó. Và cái gian phòng ngủ này thì nó khoảng tầm 12 m². Toàn bộ đã được lát gạch kích thước 60-60 vân đá màu nâu. Thực ra là nếu mà nhìn lướt qua thì lại tưởng là sàn gỗ nhưng mà không phải mọi người ạ. Cửa thông phòng thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Căn phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 2. Tất cả các phòng đều có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Căn phòng ngủ này cũng vậy, nó cũng rơi khoảng tầm 12-13 m² gì đấy mọi người ơi. Đó. Cửa này mở ra rất là mát, ống chờ, dây chờ mọi người nha. Tất cả các phòng ngủ thì đều có trần thạch cao. Đó. Đều được lắp đặt trần thạch cao, hệ thống đèn LED tiết kiệm điện. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Với cái căn nhà xây độc lập mà cái giá chào bán như thế này, hiện tại nó gần như đang là rẻ nhất của khu vực rồi mọi người ạ. Nên là mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì có thể vui lòng gọi điện cho em tư vấn trực tiếp nhé. Tầng 2 còn có một phòng vệ sinh, đầy đủ hệ thống bồn cầu lavabo, hệ thống quạt hút mùi và hệ thống sen tắm, đáp ứng công năng cho hai phòng sử dụng. Vậy tầng 3 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên tầng 3, cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ nữa, một phòng vệ sinh và một sân phơi. Với cái căn nhà này quý vị có thể xây được lên 4 tầng nha mọi người. Đó. Còn chủ đầu tư thì chỉ thiết kế 3 tầng như thế này cho nó phù hợp với lại cái tầm tài chính của bác nào mà có cái tài chính vừa phải. Ngoài những cái nhà như thế này thì Ngọc Ánh hiện tại đang còn rất là nhiều căn, giá thì nó cũng khoảng tầm 1.550.000 cho tới 1.650.000, 1.750.000 của khu vực này mọi người nha. Bởi vậy cho nên là Ngọc Ánh còn rất là nhiều kho hàng, thì rất là nhiều quý vị muốn biết thêm thông tin thì cứ liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn sát sao hơn cho mọi người, để mọi người có thể lựa chọn được những cái căn nhà và những cái vị trí bất động sản ưng ý nhất. Tầng 3 còn một phòng vệ sinh thì thiết kế nó cũng tương tự như tầng 2 và tầng 1 thôi. Căn nhà này tổng là 3 phòng ngủ riêng, 3 phòng vệ sinh và đây là phần sân phơi. Wow, ra tới phần sân phơi thì rất là mát mọi người ạ. Đó, mọi người có thể nhìn xung quanh hộ Ngọc Ánh ở đây, dân cư đông đúc, rồi là xung quanh thì cái khu vực này nó khá là nhiều cây xanh quý vị, và cũng rất là yên tĩnh. Quý vị anh chị nào mà có cái tầm tài chính vừa phải khoảng tầm 5 đến 600 triệu đồng mà đang đi ở thuê ở trọ mỗi tháng 4 đến 5 triệu một tháng trả tiền nhà, thì quý vị cân nhắc thử xem là có nên mua một cái căn nhà sổ đỏ chính chủ cho riêng mình hay không nha. Mọi người muốn biết thêm thông tin thì xem hết video từ đầu cho đến cuối và có thể là liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại để em tư vấn cho mọi người. Ngoài ra thì mọi người xem video thì có thể like, chia sẻ cho nhiều người cùng biết, để mọi người những ai mà có nhu cầu về nhà đất ý, thì có thể liên hệ với em. Và nhớ đăng ký kênh sau khi xem để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin của bất động sản nhà tốt nha. Bởi vì bên em sắp tới này còn rất là nhiều dự án sẽ triển khai nữa cơ. Nên là mọi người nhớ like hộ em, nhớ like và đăng ký ủng hộ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.